Nam mô ta Thì hôm nay thì coi như là một cái bữa ngoại khóa, bởi vì do cái chùa đang chặt cái cây ở đằng sau cho nên là chúng ta không có hành thiền ở khu vực đó được và cũng không có giảng pháp ở khu vực đó được. Và do cái chỗ này nó hơi nhỏ cho nên là chúng ta không có thể để cái bàn được. Thành ra hôm nay thì coi như là một cái bữa ngoại khóa, thì hôm nay không có nói về vấn đề thiền mà nói về một cái vấn đề rất là gần gũi với quý vị tại gia cư sĩ. Đó là nói về cái vấn đề cầu an và cầu siêu ở trong Phật pháp. Thì nói về cầu an cầu siêu đó, thì đầu tiên là chúng ta phải đặt câu hỏi là thời Đức Phật có cái vụ cầu an cầu siêu hay không. Thì thưa quý vị, vào thời Đức Phật có những cái trường hợp những người tại gia cư sĩ đó họ cảm thấy bất an, hoặc là họ có cái nhu cầu tìm kiếm cái công đức, thì họ phát khởi cái niềm tin nơi giáo pháp, nơi Đức Phật và nơi chư tăng, cho nên là họ mời thỉnh chư tăng về và làm một cái lễ cúng dường mà bây giờ thì chúng ta gọi đó là cái lễ cầu an. Mà nhiều người Phật tử đó rất là thắc mắc là không biết bây giờ mình làm một cái lễ cầu an như vậy là làm như thế nào cho nó phải lẽ, rồi mình phải chuẩn bị như thế nào. Nói chung là đủ thứ 100 câu hỏi đặt ra hết do cái nhu cầu đó đó. Cho nên là sư có một cái thời pháp ngắn để trình bày cho quý vị biết là như thế nào được gọi là một cái lễ cầu an. Thì quý vị biết là trong trường bộ kinh Cù Tá Đanh Tá, mà nếu mà nói kinh Cù Tá Đanh Tá thì có thể nhiều người họ không biết, nhưng mà quý vị có thể nhớ là kinh trường bộ thứ năm, kinh thứ năm của trường bộ. Trong cái bài kinh đó, Đức Phật có nhắc tới rất nhiều những cái trường hợp tế đàn, có nghĩa là rất nhiều những cái trường hợp mà người ta làm một cái lễ, nôm na gọi là cái lễ cầu an, nhiều lắm. Ví dụ như có những trường hợp người ta làm một cái cuộc lễ hiến tế mà người ta phải giết trâu, giết bò, rồi thậm chí người ta phải giết người, như là những cái người con trai, con gái. Như quý vị thấy những cái lễ hồi xưa người ta hiến những cái đồng nam, đồng nữ đó, nhiều lắm, kể rất là nhiều. Thì có những vị Bà La Môn họ thắc mắc, trong rất nhiều những cái kiểu mà lễ cầu an như vậy đó, thì theo Sa Môn Gotama, có nghĩa là theo Đức Bổn Sư của mình, cái buổi lễ như thế nào là buổi lễ có lợi ích nhất. Thì Đức Phật kể ra nhiều trường hợp, nhưng mà tóm lại đó, chúng ta có những điểm đáng lưu ý nè. Một cái buổi lễ cầu an, thứ nhất là cần phải trả lời câu hỏi đó, cái người làm lễ là cái người như thế nào. Thứ hai là cái đối tượng mà của cái cuộc lễ đó hướng tới đó, cái đối tượng đó là đối tượng như thế nào. Rồi thứ ba là cái vật phẩm mà mình hiến tế đó, ví dụ như là trâu bò hay là những cái món lễ phẩm mà mình làm trong một cái buổi lễ cầu an đó, đó là những cái lễ phẩm gì. Và thứ tư đó là cái nội dung, có nghĩa là những cái hình thức tổ chức buổi lễ đó là hình thức tổ chức ra làm sao. Đó, thì chúng ta có bốn cái điểm cần lưu ý. Thứ nhất là cái người mà làm, đứng ra làm một cái lễ cầu an như vậy đó, thì thường mình hay gọi là thí chủ. Thì cái người thí chủ mà đứng ra làm cái buổi lễ cầu an đó, thì cần phải có những cái điều kiện nào thì được xem là có nhiều phước báo. Đó là do quý vị thôi, đúng không? Quý vị đứng ra mình muốn làm cái lễ cầu an
Đó, thì thường mình sẽ đặt câu hỏi là bây giờ bản thân tôi nè cần chuẩn bị như thế nào để mà tốt nhất, thì có nhiều thứ. Quý vị, đầu tiên nó tùy thuộc vào cái đức hạnh của quý vị, có nghĩa là nếu như mình là cái người không có giữ giới thì khi mà mình làm một cái buổi lễ cầu an đó vẫn có phước, nhưng mà cái phước của mình đó, nó nhỏ lắm quý vị, nó hạn chế lắm. Nó giống như quý vị thấy để ý cái sân chùa chẳng hạn, thì nó có những cái sân xi măng đúng không, thì nó có những cái kẽ hở, thì khi mà giả sử như mà mưa nó đổ xuống đó thì cỏ nó vẫn mọc lên, nhưng mà cái đất để cho cái cỏ nó sinh trưởng đó, nó ít lắm. Cũng như vậy, cái người mà họ không có giữ giới đó, cái giới hạnh của họ có vấn đề, thì khi mà họ làm phước họ có khả năng nhận được cái phước báo của họ nó ít lắm. Giống như sư đem một cái ví dụ thứ hai, trời mưa, mưa y chang nhau hết, nhưng mà mình đem một cái ly nước để ở ngoài mình hứng nước, cái lượng nước nó khác. Còn mình để một cái thau nước thì cái lượng nước mình hứng được nó khác. Cũng như vậy, quý vị là những người thí chủ, mình tạo ra một cái buổi lễ cầu an thì cái đạo đức của mình, coi như cái phẩm hạnh của mình, nó nhiều hay nó ít, nó có trọn vẹn hay không không trọn vẹn, nó sẽ quyết định cái việc là cái phước mình tạo ra mình hưởng được bao nhiêu. Cho nên trước cái mỗi buổi lễ cầu an ở cái Phật giáo Nam truyền thường là có một cái thông lệ là Phật tử thọ giới, có nghĩa là cho Phật tử thọ trì năm giới, thọ tam quy ngũ giới hết. Để chi? Để cho quý vị có được tam quy và có ngũ giới, có nghĩa là quý vị có được cái giới trong sạch. Mà khi quý vị có cái giới trong sạch đó, mình làm phước, cái phước mình được hưởng nó nhiều hơn. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà quý vị là những cái người thí chủ quý vị cần phải lưu ý. Cái điểm thứ hai đó mà quý vị phải lưu ý nè, là khi mà mình chuẩn bị một cái buổi lễ cầu an như vậy đó, cái tâm lý của mình như thế nào nó rất là quan trọng. Mình đừng có nghĩ mình là, trong trường hợp mình giàu có thì mình là cái đại thí chủ, mà mình có cái tâm mà ngã mạn ấy, nó nguy hiểm vô cùng thưa quý vị. Mà cái này là rất nhiều những cái tay mà đại gia là vướng phải. Bởi vì khi mà họ tổ chức những cái buổi lễ mà cầu an ấy, mà họ làm cho nó rình rang ấy, thì thường là họ có một cái sự ngã mạn ở trong đó. Mà quý vị nhớ, khi mình làm phước mà với cái tâm ngã mạn ấy, nó cho ra hai cái quả báo. Thứ nhất, khi mà mình làm phước, đời sau kiếp khác mình sẽ giàu. Nhưng mà khi mà mình có cái tâm ngã mạn ấy, cho dù quý vị coi thường bất kỳ ai, sư không nói là chư tăng nha. Quý vị coi thường chư tăng là nó quá lắm rồi, sư không nói nữa. Nhưng mà trong trường hợp ngay cả như mình coi thường bất kỳ một người nào ở trong một cái buổi lễ cầu an đó, thì chính cái tâm ngã mạn cho ra một cái quả báo thứ hai, đó là mình sẽ sanh vào những cái tầng lớp thấp kém. Cho nên mấy tay đại gia mà họ làm những cái buổi lễ cầu an rình rang mà họ ngã mạn, đời sau kiếp khác sinh ra được sống trong một cái hoàn cảnh giàu, rất là giàu, nhưng mà trong một cái tư thế là một cái giai cấp thấp hèn, quý vị đoán được là cái người như thế nào? Đó là những người phục vụ cho nhà giàu. Vì thế có nghĩa là những cái người làm công ăn lương ở đợ cho nhà giàu đó, rõ ràng họ sướng hơn mình rất nhiều, họ ăn uống họ tiêu xài sướng hơn mình rất nhiều, nhưng mà đó họ là những người ở đợ cho nhà giàu. Rõ ràng hai cái quả nó tương ứng với cái việc mà mình làm phước với cái tâm như thế nào. Thành ra khi mình làm phước mà mình làm cái buổi lễ cầu an, cái tâm cung kính hết sức quan trọng, đừng có coi thường bất kỳ ai. Tại vì khi mà mình coi thường, có cái tâm ngã mạn là mình làm ảnh hưởng cho cái phước báo của mình, mai mốt mình hưởng nó không có trọn vẹn thì nó uổng. Tiếp theo là khi mà mình làm một cái buổi lễ cầu an như vậy đó, cái tâm trạng của mình nó có vui vẻ hay không quan trọng nha quý vị. Nhiều lúc mình làm một cái buổi lễ cầu an mà cái tâm của mình nó bị ảnh hưởng, thí dụ như mình lo lắng chuyện nhà cửa hoặc là con cái nó làm cái chuyện gì đó mình bực bội, thì khi mình làm phước với cái tâm bực bội như vậy đó, cái phước mình nó sẽ hạn chế. Nhớ, khi mình làm phước mình phải có cái tâm hoan hỷ, nhờ cái tâm hoan hỷ đó đó cái phước mình nó mới được hưởng trọn vẹn.
hạn chế. Nó giống như là mình thường có cái quan niệm là 3 ngày Tết thì tránh mấy cái chuyện mà mình coi như là mình bực bội, hoặc là tránh cái chuyện mà mình la mắng nó như thế nào, thì mình trong những cái lúc mà mình làm phước, trong những buổi lễ cầu an đó, mình cũng phải kiêng kỵ những thứ đó y chang như vậy. Rồi một cái tiếp nữa đó là quý vị là những người thí chủ, khi mà làm một cái buổi lễ cầu an thì cần phải lưu ý này. Mình phải có được cái sự chuẩn bị trước khi làm, có nghĩa là trước khi làm mình phải chuẩn bị đầy đủ, chứ không phải là mình làm ào ào, tới đâu mình làm tới đó thì nó kẹt. Mình phải có cái sự chuẩn bị. Tiếp theo là trong suốt cái quá trình mà làm cái buổi lễ cầu an đó đó, mình phải chăm chú, mình không có nên để mình bị phân tâm. Rồi sau cái buổi lễ cầu an đó, mình có cái lòng hoan hỷ. Có nghĩa là sao? Mình có cái tâm lý vui vẻ trong 3 giai đoạn: trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Nhờ mình có được 3 cái thứ đó đó, đời sau thì mình sẽ có được một cái phước nó trọn vẹn. Còn nếu như mà mình không có trọn vẹn như vậy đó, quý vị biết là cái phước mình hưởng nó sẽ không có đầy đủ. Ví dụ như cái phước mình nó được làm người, nhưng mà làm người nó không có trọn vẹn, có thể mình sẽ bị khuyết tật, mình sẽ bị một cái sự khiếm khuyết nào đó về thân, ví dụ như là mình bị cục tay cục chân, hoặc là mình bị mù, hoặc là mình bị thiếu khiếm khuyết về trí tuệ. Đó là do hồi xưa đó, khi mình làm phước đó, mình không có được cái sự chú ý trong cả 3 giai đoạn: trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Nhớ cái chuyện đó. Đó là những điểm mà lưu ý khi mà quý vị là người thí chủ. Còn một cái điểm cuối cùng nữa là khi mình làm phước như vậy đó, cái mục đích mà mình hướng tới đó là cái gì rất quan trọng nha. Mình làm một cái buổi lễ cầu an mình phải có mục đích, chứ không phải là mình nói khơi khơi là tôi thích thì tôi làm, kẹt lắm. Mà cái việc mà mình làm có mục đích đấy, nó có 2 cái loại mục đích này. Mục đích thứ nhất là mình mong cầu phước báo cho gia đình, mong cầu có sự bình an cho bản thân. Rồi cao hơn nữa là mình mong cầu là nhờ cái phước này đó mình sẽ tái sanh ở một cái hoàn cảnh tốt hơn. Ví dụ như có những trường hợp mà gia đình mình có người bệnh thì thường là mình thỉnh trai tăng, mình thỉnh chư tăng về, mình làm một cái buổi trai tăng mình cúng dường đó, để mình mong cầu phước đó hồi hướng cho cái người thân, chẳng hạn như người thân mình đang bị bệnh nặng thì mong cho người thân mình hưởng cái phước đó. Rồi nếu như mà cái bệnh đó, cái nghiệp của họ đó mà nó chưa tới thì cái bệnh họ sẽ thuyên chuyển, có nghĩa là họ sẽ giảm bớt hoặc hết được thì càng tốt đó. Còn nếu như mà cái nghiệp của họ tới rồi đó thì mình cũng mong là cái phước mà mình tạo ra đó đó nó sẽ hỗ trợ để chi, để cho cái người bệnh đó đó họ nương nhờ cái phước đó họ có thể tái sanh ở một cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Cho nên thường rất nhiều người trong cái trường hợp mà gia đình họ có người bệnh mà bệnh nặng, họ thường thỉnh chư tăng về, hoặc là có những trường hợp mà mình gọi là hộ niệm, có nghĩa là mình nhắm cái người thân mình sắp chết thì hay gọi chư tăng đến để hộ niệm, thì những trường hợp đó có cái nguyên lý tương tự như vậy, có nghĩa là mình mong chờ cái phước đó để giúp cho người thân của mình nương theo cái phước đó có thể đi đến cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì đó cũng là cái mục đích. Mà cái mục đích này thì hơi nhiều, sư hay gặp nhiều lắm. Nhưng mà nhớ vậy nè, chẳng may mà sau này mà người nhà quý vị có những trường hợp mà chuẩn bị lâm chung, có nghĩa là mình nhắm mà qua không nổi đó, thỉnh chư tăng về, đừng có lo lắng vấn đề thời gian. Thí dụ như chẳng hạn như mình nhắm mà người thân mình sắp qua đời, sắp mất, mình ngó đồng hồ mà lúc đó có khi 10 giờ, 11 giờ đêm rồi, thì đừng có ngại, quý vị có thể gọi cho chư tăng. Thực sự nếu như mà một vị tăng mà vị đó có cái lòng, có cái tâm từ, vị đó sẽ tới, vì cái nghĩa tử là nghĩa tận, sẽ lo cho người thân quý vị. Hoặc là có khi mình gọi gần sáng rồi đó thì cũng không sao hết, cứ gọi không vấn đề gì hết. Tại vì cái lúc mà người thân mình gần chết, cái lúc đó nó rất là quan trọng như quý vị, rất là quan trọng. Chỉ cần mình tạo cho cái phước thiện, mình làm sao cho người thân mình hoan hỷ đó, thì cái khả năng họ đi lên rất là cao. Rồi có những lúc mà người thân sắp chết,
thì họ cần có một cái nơi nương tựa, tại vì nhiều lúc họ sẽ chết, ai cũng sẽ chết hết. Nhiều lúc người thân của mình ấy, vào cái thời điểm đó họ gấp rút quá rồi, họ rất là bối rối, họ không biết nương vào đâu hết. Sự có mặt của chư tăng vào thời phút đó rất là quan trọng. Nhưng mà có thí dụ như có những trường hợp mà ở xa thì mình nhiều lúc chư tăng tới không kịp thì mình có thể mình gọi điện một cái vị nào đó mà mình cảm thấy mình tin tưởng, rồi mình mở loa lớn để cho cái người thân mình nghe, thì nó cũng là một cái điều tốt. Chư tăng có thể làm được rất nhiều thứ, chẳng hạn như có thể truyền giới. Người sắp chết mà được truyền tam quy ngũ giới đó thì cái khả năng họ được sanh thiên nó vẫn cao hơn cái người không có, nhớ hả? Rồi mình có thể làm phước. Nói chung là sự có mặt của chư tăng vào giờ phút cận tử nó rất là quan trọng. Đừng có chờ tới lúc người thân mình mất rồi thì mới gọi chư tăng, uổng. Nó mình đã qua đi cái thời khắc vàng để mà mình giúp đỡ người thân của mình, nó qua. Cái giờ phút cận tử là giờ phút quan trọng nhất, đừng có lo cái vấn đề thời gian. Còn cái chuyện cầu siêu thì sư sẽ nói về cái vấn đề ở cái phần sau. Còn trước mắt là sư nói về cái vấn đề cầu an. Những cái trường hợp mình cần cầu an là như vậy đó. Đó. Rồi đối với một vị Bồ Tát ấy, thì họ cần phải có một cái ước nguyện. Có nghĩa là cái mục đích của họ sẽ cao hơn một bậc. Có nghĩa là sao? Họ làm phước với cái mục đích là do cái phước báo này nè, họ hướng đến cái đạo quả giải thoát. Có nghĩa là họ có thể hướng đến đạo quả A-la-hán, có thể họ hướng đến đạo quả độc giác, hoặc có thể họ hướng đến đạo quả chánh đẳng giác. Thì cái đó đó được gọi là chí nguyện ba la mật, một trong 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy. Khác với Phật giáo Bắc truyền là có 6 ba la mật lục độ đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy có 10 ba la mật. Một trong số đó là chí nguyện ba la mật, Atithanabarami. Rất là quan trọng. Chứ còn mình làm phước mà mình không có cái mục tiêu, uổng. Mà quý vị đừng có lo cái chuyện mà mình làm phước mà mình hướng tới cái chuyện mà giải thoát, hoặc mình hướng tới cái chuyện chứng đắc ấy, mà mình không được cái quả báo giàu sang chẳng hạn. Không lo. Tại vì giả sử như mình làm phước, mục đích của mình làm phước là để mình vun bồi ba la mình, mà mình hướng đến đạo quả giải thoát, đời sau yên tâm mình vẫn giàu như thường. Mình được đồng thời cả hai quả báo. Thứ nhất là cái quả báo hữu lậu, có nghĩa là mình vẫn được sống một cái cuộc sống giàu sang. Cái thứ hai là mình được cái quả báo vô lậu, có nghĩa là mình hướng vun bồi ba la mật hướng đến đạo quả niết bàn, mình được cả hai cái luôn. Còn cái người không biết ấy, thì họ chỉ được có một thứ thôi, thì nó uổng. Sanh vào thời kỳ có chánh pháp, quý vị cứ việc hướng đến đạo quả giải thoát. Nếu như quý vị biết thương gia đình, biết thương cha thương mẹ quý vị, biết thương con thương cái quý vị lại càng phải hướng đến đạo quả giải thoát. Vì sao? Vì chỉ khi mà quý vị hướng đến cái đạo quả giải thoát ấy, khi mình chứng đắc đạo quả rồi đó, mình mới có khả năng giúp đỡ người thân mình tới nơi tới chốn. Chứ còn mà mình chưa chứng đắc gì hết, mình thương gia đình mình tới đâu đi nữa, mình cũng không giúp gì được, đúng không? Quý vị chỉ có thể giúp cái gì? Cho người thân mình có cái ăn, bưng nước, ly nước cho uống, lo cho ăn, cho học, nếu là con cái. Tới đó là hết rồi. Mình không thể giúp họ sanh thiên. Rồi mình cũng không thể giúp họ thoát khỏi cái khổ luân hồi. Trong khi đó, nếu những gì làm phước mà hướng đến cái đạo quả giải thoát, khi mà mình chứng đắc đạo quả, mình có thể hướng dẫn, giúp đỡ người thân của mình thoát khỏi cái khổ luân hồi. Đó là cái mục đích tối thượng của Đạo Phật. Nhớ như vậy. Đó là cái điểm lưu ý thứ nhất. Rồi, cái vấn đề thứ hai là cái đối tượng mà mình làm một cái buổi lễ trai tăng đó đó là cái đối tượng gì? Đối tượng nó nhiều lắm quý vị. Đối tượng đầu tiên đó, có thể là những người nghèo khổ ở xung quanh mình, có thể là những người họ hàng bà con. Thì những người đó đó có thể là họ có giới hoặc không có giới. Ví dụ như mình làm một cái buổi tiệc chẳng hạn, mình làm một cái buổi tiệc rồi mình mời thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là mình làm những cái buổi mà mình gọi là từ thiện ấy, rồi mình mời cho những cái người mà cơ nhỡ tới họ ăn uống miễn phí đó, cái đó cũng có phước, cái đó cũng có phước. Nhưng mà cái phước đó đó thì nó không có nhiều. Tại vì sao? Bởi vì những cái người tới đó, có người họ có giới, nhưng mà có đa phần là những người không có giới, họ là những người không có giữ giới, cho nên cái phước mà mình cúng dường cho họ đó
rồi mình tạo ra cái phước nó có chứ không phải không, nhưng mà nó hạn chế. Mà tốt hơn hết ấy, thường là mình có những cái bạn đạo như vậy nè. Thí dụ như quý vị có thể mời bạn đạo của mình về, rồi mình đãi một bữa, chỉ đơn giản như vậy thôi, tôi vẫn có phước. Tại vì sao? Bạn đạo của mình thường là những người giữ năm giới, thường là những người có quy y. Cho nên khi mà mình đãi cái bạn đạo của mình ấy, cái phước mình nó sẽ nhiều hơn là mình đãi những người không có giữ giới. Cho nên nhiều người thích vô chùa mà họ làm công quả theo cái kiểu là họ nấu những cái buổi ăn để đãi cho những người mà tới chùa, họ thích là như vậy. Bởi vì những người tới chùa thường là có rất nhiều trong số họ là những người giữ được năm giới. Cho nên khi mình làm như vậy, cái phước nó sẽ nhiều. Rồi có những người họ hỗ trợ cho những cái khóa tu thiền. Mà quý vị biết là những cái hành giả mà tu thiền có khi chắc chắn là họ phải giữ năm giới rồi. Hơn nữa nhiều hành giả tu thiền họ giữ luôn cả tám giới. Cho nên khi mà mình hộ độ cho những cái khóa tu thiền đó đó, cái phước mình sẽ trội hơn. Rồi những cái hành giả tu thiền nhờ họ hành thiền họ cũng có phước, mà mình hỗ trợ cho những hành giả như vậy đó thì cái phước mình nó cũng sẽ tăng trưởng. Đó là cái cấp bậc cao hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái người cư sĩ tại gia thì hết cái khóa thiền rồi, hoặc là mình hết vô chùa quay trở về cuộc sống tại gia, thì mình vẫn quanh đi quẩn lại cơm gạo áo tiền, rồi mình vẫn phải lo rất nhiều thứ. Cho nên người tại gia thì cái phước họ nó sẽ không nhiều bằng cái người xuất gia. Thành ra mình làm một cái buổi lễ mà cầu an, cái đối tượng mà mình làm cúng dường đến một cái đối tượng đó là những người xuất gia thì cái phước mình sẽ cao hơn. Có một cái vị Bà La Môn đến hỏi Phật như thế này: tôi nghe nói là Sa Môn Gotama nói rằng chỉ có cúng dường cho đệ tử của Sa Môn Gotama mới có phước, còn cúng dường cho ngoại đạo tụi tôi là không có phước, có phải vậy không? Thì Đức Phật mới nói những người nói như vậy là những người phỉ báng Như Lai. Bởi vì sao? Như Lai nói cho dù là mình đem cái thức ăn mình bỏ đi đó, đổ ở một cái bãi rác với cái suy nghĩ sẽ có những chúng sanh không nhìn thấy nhờ như vậy nó được ăn no, cái người có suy nghĩ như vậy cũng có phước, huống chi là mình cúng dường cho một cái đối tượng nào đó. Cho nên chỉ khi nào mà mình thấy hoan hỷ, mình muốn cúng dường một ai đó thì cứ làm phước, khi đó mình đã có phước rồi, không phải chờ đúng ngày đúng giờ mình mới làm phước, không cần. Nhớ hả? Rồi vị Bà La Môn mới hỏi tiếp là như vậy đó thì cúng cho ai là có nhiều phước nhất? Thì Đức Phật nói hai câu hỏi này hoàn toàn khác nhau. Nhớ ha, cái thời điểm mình cúng dường là thời điểm mình hoan hỷ là mình cúng dường, nó khác. Còn cái đối tượng cúng dường mà nhiều phước thì nó lại là một cái vấn đề khác. Thì Đức Phật mới đưa ra những cái hạng người. Thứ nhất là cái hạng súc sanh, thì mình cúng dường cho cái hạng súc sanh thì nó sẽ không nhiều phước bằng cho một người phá giới. Mình cúng dường cho người phá giới sẽ không nhiều phước bằng cúng dường cho người giữ giới. Một người giữ giới thì không nhiều phước bằng một người xuất gia. Một người xuất gia thì không bằng một người xuất gia mà chứng đạo quả. Rồi một vị thánh thì sẽ không bằng một vị độc giác. Một vị độc giác thì không bằng một vị chánh đẳng giác. Và cuối cùng cúng dường cho chánh đẳng giác thì không bằng cúng dường cho tăng đoàn. Mà tăng đoàn theo tạng luật là gồm 4 vị tỳ khưu trở lên thì được gọi là tăng đoàn. Cho nên rất nhiều người đó, họ mong cầu phước báo rồi họ làm cái lễ tra tăng đến chư tăng để họ mong cầu phước báo đó. Thì họ coi như là họ có một cái sự đầu tư mà có một chút tính toán ở trong đó. Thực sự mà nói thì cái phước họ nó rất là nhiều. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là kêu quý vị là cứ đem đồ tới chùa cúng dường cho chư tăng, không phải vậy. Nhưng mà nhớ vậy nè, bất cứ ai, cho dù đối tượng nào đi nữa, mình làm phước, mình cúng dường cho họ đều có phước hết. Không nhất thiết là mình phải đem đồ tới chùa. Thậm chí mình ra ngoài mình gặp những cái người ăn xin đi, mình cho họ 5.000, 10.000 nó vẫn có phước như thường. Chứ đừng có đợi mà tới chùa, tại vì sao? Bao nhiêu cơ hội quý vị tới chùa? Hiếm lắm. Tại vì cái đối tượng quý vị thường gặp là những người xung quanh quý vị nhiều hơn là quý vị gặp chư tăng. Cái số lần quý vị gặp chư tăng không nhiều. Thành ra đó, đừng có bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội làm phước nào hết.
gặp ai mình cũng lập phước được. Đó là vấn đề về đối tượng. Rồi về vấn đề vật phẩm ấy, có nghĩa là mình cúng dường hoặc là mình bố thí, mình làm một cái buổi lễ mà cầu an như vậy đó, mình sẽ cúng như thế nào là nó hợp lệ. Có người nói là thôi tôi cúng chay, có người nói là thôi tôi cúng mặn, hoặc có người nói là tôi phải chơi, tôi nguyên một con heo quay rồi tôi cúng như vậy đó thì nó mới bày tỏ được cái lòng thành. Hoặc có người nói là tôi cúng là phải cho thiệt nhiều tiền, coi như là cái lễ đó, nó càng to thì cái phước tôi nó càng lớn. Thực tế thì nó không quan trọng đâu quý vị. Cái vấn đề lễ của quý vị đó, nó nhiều hay ít nó không quan trọng. Quan trọng là cái chỗ này nè, nó có ba cái hạng vật phẩm mà quý vị cúng dường. Thứ nhất gọi là nô lệ thí, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái đồ mà mình không thích, những cái thứ mà mình không thèm xài đó, mà mình đem mình cho. Chẳng hạn như bình thường mình ăn một cái phần cơm là 50 ngàn, xin ví dụ. Nhưng mà khi mà mình làm từ thiện, khi mình làm phước, mình chia đều ra một cái bộ phần cơm đó chừng 20 ngàn, là xem như đó là nô lệ thí, cho dù mình có nhiều đến đâu đi chăng nữa. Thành ra đó, sư thường khuyên Phật tử khi mà mình làm phước ấy, đừng có ham nhiều, đừng bao giờ ham nhiều. Giả sử như mà mình mua một cái bao gạo mà sư thí dụ thôi, tại sư không nắm cái giá gạo ngoài như thế nào, sư thí dụ một cái bao gạo giá khoảng 500 ngàn, nhưng mà mình nói là bây giờ thôi 500 ngàn mua một bao thì nó hơi sang, thôi tôi mua một 500 ngàn được hai bao, có chỗ bán 500 ngàn hai bao thì thôi tôi mua hai bao. Đừng bao giờ mình làm phước mà mình nghĩ tới cái chuyện mà nó nhiều. Chất lượng nó quan trọng hơn số lượng. Tại sao? Chút xíu sư sẽ nói. Mà quý vị nhớ, thứ nhất là nô lệ thí, có nghĩa là những cái thứ mà mình không thèm xài mà mình đem mà mình cúng dường thì gọi là nô lệ thí. Cho nên chưa chắc là cái tay đại gia mà họ làm phước họ nhiều phước hơn quý vị, chưa chắc. Tại vì quý vị để ý là một người đại gia đó, họ làm một cái buổi lễ trai tăng như vậy, một cái buổi lễ cầu an như vậy đó, nó được bao nhiêu phần trăm tổng số tài sản họ có? Nó không nhiều. Trong khi đó quý vị là một người nghèo, thường mà mình làm cái buổi lễ trai tăng, cái khối tài sản mình bỏ ra, cái tính tỷ lệ phần trăm nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Thành ra người nghèo khó làm phước, nhưng khi họ làm phước thường là họ nhiều phước hơn người giàu, tại vì cái số tài sản họ bỏ ra thường nó rất là nhiều. Cái thứ hai là bằng hữu thí, có nghĩa là sao? Bằng hữu thí là những cái vật phẩm mà mình đem ra mình cúng dường, mình đem ra mình làm lễ cầu an đó, nó ngang ngửa với những thứ mà mình thường dùng. Có nghĩa là mình dùng như thế nào thì mình làm phước cúng dường y như thế đó. Chẳng hạn như một buổi mình ăn là một cái phần cơm trị giá 50 ngàn, thì khi mình làm phước một phần đó cũng 50 ngàn hoặc tương đương như vậy thì được gọi là bằng hữu thí. Hoặc ví dụ như mình cúng dường một cái vật gì đó, mà cái vật đó thường mình xài như thế nào thì mình cũng cho người ta xài y chang như vậy, thì đó được gọi là bằng hữu thí. Sư thí dụ, có những lần ấy, mà sư cho, tự nhiên sư nhìn mấy con chó, lúc sư chưa có tu, sư nhìn những con chó mà sư nhìn lúc sư thấy mấy tụi nó sư thấy thương ấy, rồi sư cho nó ăn. Thì sư hay quan niệm như vậy nè, cái gì mình ăn được nó mới ăn được, chứ không phải là mình ăn rồi mình đổ đồ thừa, đồ cặn cho tụi nó ăn. Sư không thích. Sư quan niệm cái gì mình ăn được tụi nó mới ăn được. Cho nên mình ăn như thế nào cho con chó phần y chang như vậy, thì đó được gọi là bằng hữu thí. Còn thí dụ như mình ăn mà mình lựa phần thịt mình ăn và phần xương mình đem cho nó, thì đó gọi là nô lệ thí. Hai cái nó khác nhau ha. Rồi cái cấp bậc thứ ba cao hơn, có nghĩa là chủ nhân thí. Có nghĩa là sao? Những thứ mà mình không dám ăn, những vật mình không dám xài, mà mình vì cái lòng tin mình đem đó, mình đem bố thí, mình đem cúng dường, thì cái đó gọi là chủ nhân thí. Thì cái phần phước ấy, nó sẽ cao cấp hơn nhiều. Mà tại sao sư nói
mình cúng dường ấy, hoặc mình làm phước chú trọng chất lượng hơn là số lượng. Cái này nhiều người hỏi lắm. Họ hỏi là bây giờ khi mà con làm phước, chẳng hạn như bây giờ con có 1 triệu thì con nên chia ra cúng dường cho 4 người, mình làm phước cho 4 người trị giá 1 triệu, hay là cũng 1 triệu đó mà mình làm cho 10 người, cái nào có nhiều phước hơn? Thì trong kinh Tệ Túc cũng của Trường Bộ có một cái ví dụ như, có một câu chuyện như thế này. Thì ông vua Tệ Túc ấy, do ông có tà kiến, ông cho rằng không có kiếp trước kiếp sau, và ông gặp ngài Kumara Kassapa vì cái lòng từ bi, và ngài hướng dẫn để cho ông bỏ đi cái tà kiến đó. Và khi ông bỏ được tà kiến, ông có cái lòng hoan hỷ và ông muốn cúng dường. Và khi ông đãi một cái buổi tiệc trai tăng để mà ông cúng dường cho chư tăng cũng như những cái người ở trong cái thành ấy, khi ông đãi như vậy một cái buổi tiệc rất là lớn, thì có một anh ăn mày đó, anh tới trễ, anh không có nhận được, nhưng mà khi anh nhìn thấy những cái vật phẩm mà người ta nhận, anh chê, anh nói là ông mang tiếng ông làm vua ấy, mà ông cho những cái thứ mà ông không thèm ăn, ông cho những thứ ông không thèm xài, ông đem cho người ta. Ông làm vua, ông ngó gì ông coi được. Thì ông vua ông quê. Quý vị nghĩ coi, mình làm vua mà mình cho người ta, mà người ta còn chê đắt, chê dở. Đó, thì ông cũng có một cái lòng tự ái chứ. Thì ông mới kêu cái anh ăn mày đó tới, anh nói là thôi bây giờ, cái kho của ta đó, bây giờ cho anh toàn quyền anh xử lý. Anh muốn bố thí như thế nào đó là chuyện của anh. Quý vị nhớ nha, cái kho là kho của nhà vua. Kho của nhà vua. Nhưng mà anh này đó, cái tâm lý, quý vị, tiền đâu phải của ảnh đâu. Anh xài thoải mái. Coi như những cái thứ mà ảnh không bao giờ anh tưởng tượng được, anh đem cho hết. Những thứ anh không bao giờ anh ăn, anh đem anh cho. Rồi những cái thứ mà không bao giờ anh dám nghĩ tới anh sẽ được xài, anh cũng đem, anh cho hết luôn. Thì hai cái cấp độ hoàn toàn khác nhau. Ông vua là bố thí theo cái kiểu nô lệ thí, những thứ ông không thèm ăn, những thứ ông không thèm xài ông đem cho. Còn cái anh ăn mày, anh bố thí theo cái kiểu chủ nhân thí. Sau khi mà thân hoại mạng chung ấy, ông vua đó, ông sanh làm, ông cũng về cõi trời đó, nhưng mà ảnh về cái cõi tứ thiên vương, là cái cõi trời thấp nhất trong các cái cõi trời dục giới. Và cái phước của ổng ấy, nó không đủ để ổng có một cái chỗ ở riêng. Thành ra đó, mang tiếng là một vị trời nhưng mà không có lâu đài nè. Rồi không có quyến thuộc, là một cái vị tiên, gọi là vị tiên cô đơn, sống có mình. Không có chỗ ở, rồi không có cái chỗ để mà ăn uống gì hết. Nói chung là lang thang đây đó, tới cái mức độ mà ổng phải kiếm những cái chỗ mà người ta bỏ hoang ấy, ổng chui vào ổng ở nhờ. Khổ như vậy. Rồi do nhân duyên thì ổng gặp một vị A-la-hán, rồi vị đó nói là thôi thì vì cái lòng đại bi, ở ngoài sa mạc ấy, nó có một cái cung điện bị bỏ hoang, nó cũng vừa với cái phước của ông, thì thôi ông ở tạm ở đó đi. Thì nhờ như vậy thì ông vua này ông mới có chỗ ở. Quý vị thấy không? Rồi cái anh ăn mày đó, sau khi ảnh hết tuổi thọ, ảnh sanh về cõi trời Đao Lợi, coi như là ảnh có lâu đài nè ha, ảnh có quyến thuộc, ảnh có một cái cuộc sống hết sức giàu sang, rồi ảnh tha hồ ảnh hưởng thụ trên đó. Quý vị thấy, anh ăn mày đó, tài sản là tài sản của nhà vua, nhưng ảnh đứng ra ảnh bố thí, anh đứng ra anh làm, anh cho người ta cái kiểu là chủ nhân thí, thì cái phước ảnh hưởng, tha hồ ảnh hưởng. Còn nhà vua đó cũng bố thí, nhưng mà bố thí theo cái kiểu nô lệ thí, thì cái phước nó rất là hạn chế. Thành ra sư hết sức là khuyến cáo quý vị, khi làm phước, cái vật phẩm mà mình chuẩn bị để mà mình làm một cái buổi lễ cầu an ấy, đừng bao giờ mà mình chạy theo số lượng. Nhiều ít không quan trọng, nhớ chất lượng mới quan trọng. Còn mình mà mình chạy theo số lượng mà mình giảm cái chất lượng xuống, phước cũng có, nhưng mà coi chừng mai mốt lên cõi trời mình làm một cái ông tiên, làm cái bà tiên cô đơn nha, có nghĩa là mình không có một cái gì hết. Làm tiên thì có đó, nhưng mà ngoài ra không còn gì hết. Uổng. Rồi cho nên tóm lại, cái vật phẩm mà mình làm một cái buổi lễ cầu an ấy, nhiều ít không quan trọng.
quan trọng là cái tấm lòng của quý vị, nó mới là quan trọng. Chứ đừng có nói là tôi làm nó phải như thế này như thế kia, sẽ không khuyến khích. Nhớ. Rồi cái tiếp theo là cái cách mà mình làm một cái buổi lễ đó, mình phải làm như thế nào. Có những câu hỏi như vậy nè. Rồi khi mà mình làm một cái buổi lễ cầu an như vậy đó, rồi mình cái cách mình cư xử, rồi cái cách mình dâng cúng tới chư tăng như thế nào là nó hợp lệ, thì sư xin thưa nó không có một cái quy định đâu. Quan trọng là tấm lòng của chị thôi. Cho dù quý vị dâng một chai nước, cho dù quý vị dâng một cái mâm đồ ăn, nhưng mà bằng một cái tấm lòng thành kính, bằng một cái tâm hoan hỷ thì nó là được rồi. Chứ không phải là mình đòi phải làm một cái buổi lễ rình rang, có thứ lớp, có lớp lang thì mình mới gọi là có phước. Không cần thiết. Nhớ ha. Mình không cần mà phải làm cho nó bày vẽ nhiều chương trình. Không cần. Không cần. Cái thứ hai là chư tăng có cần tụng kinh không? Và tụng nhiều hay tụng ít? Nhiều người nói chư tăng tụng nhiều tôi mới có phước. Thì xin thưa, hồi xưa cái lúc mà tăng đoàn mới thành lập cái gì, chư tăng đi đường đặt bát khất thực ấy, người ta đặt bát chư tăng không hề tụng kinh đâu, không có cái chuyện chúc phúc đâu, chư tăng cứ lẳng lặng ôm bát đi. Tại vì đó, khi quý vị đặt cái đồ ăn quý vị cúng dường đến một vị tăng ấy, là khi đó quý vị đã có phước rồi. Chư tăng có tụng kinh hay không có tụng kinh, quý vị đã vẫn có phước. Cho nên cái việc mà tụng kinh chúc phúc nó không quan trọng. Nhưng mà như vậy nè, có một lần có nhiều một số vị thí chủ họ nói là tôi cúng dường cho ngoại đạo ấy, mấy ông bà la môn người ta còn biết cảm ơn, mà sao tôi cúng dường cho mấy ông sa môn của Gotama cứ lặng lặng đi thì họ không có hoan hỷ. Thì nhân cái cơ hội đó, Đức Phật mới dạy chư tăng là sau này đó, khi mà có thí chủ cúng dường thì ít nhất nên mở một cái lời chúc phúc ngắn cũng được để mà chúc phúc cho thí chủ. Cho nên sau này mới có cái lệ là chư tăng thường có một tụng một cái bài kinh ngắn hoặc là tụng vài câu chúc phúc cho quý vị để cho quý vị hoan hỷ. Và sư lặp đi lặp lại, cái thời lượng không quan trọng. Thậm chí chư tăng chỉ cần nói xa thú lành thai là đủ, không cần phải nói nhiều hơn. Nhưng mà bây thời nay thì Phật tử mình nói một câu gì không chịu, đòi chư tăng phải tụng cho nó dài, mà tụng 5 10 phút cũng không chịu, phải tụng cho nó dài, tụng 20 phút, thậm chí nhiều nơi họ đòi là chư tăng phải tụng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ luôn. Trời ơi, phải nói là giữ mấy cái đám nó mệt muốn chết. Trong khi đó đó, sư không ủng hộ cái chuyện mà chư chư tăng đè quý vị ra mà tụng cho quý vị một hơi mà bản thân quý vị không hiểu gì hết. Nhiều lâu người ngồi đó 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ quý vị không hiểu gì hết, rồi chư tăng bản thân nhiều vị tụng họ cũng không hiểu gì luôn. Người tụng không hiểu họ tụng cái gì, người nghe cũng không hiểu họ nghe cái gì, thì phước ở đâu ra? Sư hỏi gì, cái phước ở đâu ra? Hạn chế ha. Mà thường cho nên ấy, ở chùa Nam Tông chủ trương tụng kinh ngắn, chúc phúc ngắn gọn thôi, không có chúc phúc dài. Dài ít quý vị phước cũng vậy à. Mà trong khi đó đó, tụng cho cố lơ vô quý vị ngồi mà quý vị ngủ gục thì thậm chí quý vị bớt phước nữa. Đó. Đó là cái chuyện mà tụng kinh nhiều hay ít ha. Và còn cái này mới quan trọng nè. Khi mà quý vị cầu an ý, thường là mình có cái chuyện gì đó mình bất an mình mới cần phải cầu. Chứ mấy người mà họ đang mạnh khỏe, họ đang giàu sang, họ đang sung sướng, chả ai tới chùa làm gì. Thường mình làm cái buổi lễ cầu an đó, là mình phải có một cái chuyện bất an thì mình mới cầu. Cho nên mới nói là cái người mà quỳ dưới chân Phật toàn là mấy người phiền não. Mình phiền não mình mới quỳ, chứ không phiền não chả ai quỳ đâu. Cho nên ấy, vào thời Đức Phật có một thông lệ là khi mà thí chủ, khi bạn quý vị đó làm buổi lễ cầu an, Đức Phật hoặc chư tăng thường sẽ nhìn coi quý vị có một cái bất an nó như thế nào,
thì Đức Phật Mặc Chư Tăng sẽ có một cái thời pháp tùy dài ngắn tùy người để mà cho quý vị yên lòng. Đó có thể là một thời pháp để cho quý vị tu tập, hoặc có thể nói một cái thời pháp nào đó để cho quý vị yên tâm. Thì đó mới là một cái buổi lễ cầu an. Có nghĩa là một buổi lễ cầu an mà nó lý tưởng đấy, là Chư Tăng đến nhận cái vật phẩm quý vị cúng dường và Chư Tăng thuyết pháp cho quý vị nghe. Và sau đó là Chư Tăng tụng kinh chúc phúc. Đó mới là cái quan trọng. Mà bây giờ đó, thường Phật tử ít khi chú ý đến cái chuyện này. Mình cứ mong là đưa một cái lễ phẩm tới Chư Tăng, rồi Chư Tăng cứ đè quý vị ra mà tụng là coi như xong, uổng quý vị. Cái mà quý vị đáng được hưởng là một cái thời pháp, một cái thời pháp nhiều ít hay dở là tùy vị pháp sư, nhưng mà quý vị xứng đáng được hưởng cái thời pháp đó. Nhờ cái thời pháp đó quý vị mới có được cái gọi là cái chuyện cầu an. Chứ còn mà Chư Tăng đè quý vị ra tụng thì sư không tin lắm cái chuyện mà quý vị ăn được cái chuyện đó, thì sư khó. Và cái tiếp theo nó như thế này nè, nhiều người đó họ mong là khi họ làm phước thì cái phước đó nó sẽ giúp họ vượt qua những cái khó khăn hiện tại, thì sư nói là quý vị phải suy nghĩ lại, chưa chắc. Nó giống như một người khát nước mới bắt đầu đào giếng thì nó hơi muộn, hoặc là một người đói bụng thì họ mới bắt đầu họ gieo giống để họ trồng cây thì nó đã muộn. Cũng như vậy đó, khi quý vị có cái sự bất an mà quý vị mới nghĩ tới cái chuyện mà quý vị cầu an thì làm sao nó kịp cái quả nó trổ cho quý vị? Không kịp. Bất kỳ một cái phước nào nó cũng cần có thời gian để nó trổ quả, nhớ chuyện đó. Chỉ trừ khi một số trường hợp đặc biệt như là quý vị cúng dường cho một vị chánh đẳng giác, hoặc quý vị cúng dường cho một cái vị vừa mới xuất thiền diệt thọ tưởng định, đó là một vị thánh A-la-hàm trở lên mới có thể làm cái chuyện đó. Khi đó cái phước quý vị mới có cơ hội trổ ngay lập tức. Còn ngoài ra tất cả các cái phước còn lại nó đều cần có thời gian, nhớ ha. Nhưng mà quý vị yên tâm, cái phước đó nó trổ. Trong kinh Mì Tiền Vấn Đáp đó, Milanda Banda, thì ngài Nagasena ngài nói là cái phước khi nó trổ nó rất là lớn, chính vì nó lớn cho nên nó cần thời gian. Giống như đó, mình gieo mấy cái hạt mà đậu xanh ấy, thì nó trở thành giá thì thường nó chừng có mấy ngày đúng không, nhanh lắm. Thậm chí mình hồi trước mà sư học thì sư thậm chí mình chơi cái bông gòn rồi thấm nước rồi mình quăng mấy cái hạt đậu xanh vô trong đó là tới sáng hôm sau nó thành giá rồi, nó rất là nhanh. Nhưng mà mình muốn trồng một cây xoài, muốn trồng cây mít thì nó đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian hơn. Cũng vậy, khi mình làm phước, những cái phước thiện nó cần thời gian để nó trổ quả. Cho nên quý vị làm phước, mình quý vị cầu an mà muốn cho cái phước đó nó trổ liền thì sư e hơi kẹt, khó, không có trổ liền được, nó phải có thời gian. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị làm rồi nó không mang lại kết quả, không có. Thứ nhất, nó sẽ trổ quả, điều đó chắc chắn, nhưng mà nó không trổ ngay lập tức, nó cần có thời gian, có thể là ở một cái đời sau kiếp khác. Quý vị nghĩ đi, vậy chết rồi, bây giờ tôi đang bệnh, người nhà tôi đang bệnh, người nhà tôi đang hấp hối, rồi có khi là tôi đang bất an, nhưng mà chờ tới kiếp sau là nó trễ rồi, bây giờ làm sao? Quý vị yên tâm, tại vì như vậy là khi quý vị làm phước, quý vị có cái tâm hoan hỷ. Nhờ cái tâm hoan hỷ đó, quý vị có thể vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Chư Tăng là một nơi để quý vị nương nhờ. Khi mà mình làm phước như vậy đó, mình có cái nơi nương nhờ, thì nhờ đó quý vị sẽ vượt qua được những cái khó khăn trước mắt. Nhiều người đó khi họ khó khăn, họ chỉ mong cầu có một cái chỗ để họ nương nhờ thôi, chứ họ không nhất thiết là họ phải Chư Tăng phải có bùa phép gì đó biến hóa cho họ, không cần. Thì thứ nhất là nhờ cái niềm tin, nhờ cái sự hoan hỷ mà họ sẽ vượt qua khó khăn trước mắt. Cái thứ hai đó là khi mà họ làm phước, nó không chỉ là họ làm cái đời này đâu, mà họ khi mà quý vị làm phước một cách dễ dàng, có nghĩa là quý vị đã từng làm phước ở cái quá khứ rồi, và nhờ như vậy đó quý vị sẽ hưởng được những cái quả phước ở cái đời quá khứ mà quý vị làm. Nhờ khi mà quý vị làm phước ở cái kiếp này đó, quý vị sẽ tạo ra một cái môi trường thuận lợi để cho những cái quả tốt của cái quá khứ nó trổ.
Nhờ như vậy mình làm phước ở cái kiếp này, mình sẽ tạo cái cơ hội cho những cái quả phước ở cái kiếp trước nó trổ quả. Do đó quý vị sẽ hưởng được những cái phước báo của đời trước. Thành ra có nhiều người họ làm phước, họ cúng dường và họ vượt qua được những cái khó khăn nhờ như vậy. Và nói như vậy đó, thành ra có những lúc mà chẳng hạn như quý vị gặp những cái khó khăn trong cuộc sống mà quý vị làm phước rồi quý vị trai tăng, quý vị cầu an mà nó không có được an ấy, thì nên nhớ thứ nhất là cái phước mình làm nó chưa cái kịp trổ, thành ra cứ yên tâm, chẳng qua nó chưa kịp trổ thôi. Còn cái thứ hai á, quý vị cứ hoan hỷ, bởi vì mình làm phước sớm hay muộn cái quả nó cũng trổ thôi, đừng có mong chờ chi cho nó kẹt ha. Và nếu như cái phước đó nó không kịp trổ liền bây giờ thì cũng nhờ cái quả của đời trước nó sẽ trổ. Thành ra quý vị làm phước chắc chắn là quý vị sẽ hưởng được phước. Đó là ý nghĩa của cái buổi lễ cầu an. Thứ hai là nói tới cái chuyện cầu siêu. Thì thưa quý vị là có rất nhiều người ở đây, ai mà không có người thân qua đời thì thường họ làm khi một cái tang gia thì họ thường làm bất kể một cái việc gì để cho người thân mình qua đời mà họ có thể được một cái hoàn cảnh tốt nhất, họ làm được hết miễn sao trong cái khả năng của họ. Mà sư thấy đó, có nhiều trường hợp nó rất là đau lòng, là có nhiều nơi đó họ ra giá, chẳng hạn như một cái buổi lễ tang như vậy đó, coi như là có những cái gói luôn, họ bao trọn gói, cái cấp độ thấp là bao bao nhiêu tiền, cấp cao cấp hơn bao nhiêu tiền, rồi cao cấp hơn nữa bao nhiêu tiền, đồ nổ cái dàn mà kèn trống là cũng tốn cũng bộn tiền á. Rồi có nhiều nơi rồi họ còn đưa ra là mấy cái vị mấy ông thầy tụng, sư không nói chư tăng mất công ăn cội, sư chỉ nói mấy ông thầy tụng thôi, rồi tùy cấp độ nữa. Thầy tụng mà cấp đại đức là có giá tiền luôn, rồi cấp thượng tọa có cái giá khác, rồi chơi mà thầy tụng mà cấp độ trụ trì là cái giá khác nữa. Mà sư thấy chuyện nó hết sức đau lòng, không lẽ mình đem cái giáo pháp mình đem ra mình bán rẻ vậy sao, nó kẹt lắm. Cho nên chủ trương của chùa Nam Tông là khi mà chư tăng đến một cái đám tang là nơi để cho quý vị nương tựa. Đám tang không phải là nơi chư tăng kiếm ăn, muốn kiếm ăn làm cái chuyện khác. Quý vị đi tu là quý vị không có cái chuyện kiếm ăn trên cái nỗi đau của gia đình. Cho nên thường chư tăng đến những cái tăng gia chư tăng không có nhận tiền đó. Và thậm chí nhiều nơi họ khó, chư tăng thậm chí chư tăng ở chùa này, bỏ tiền xe tới nơi luôn, tới vì cái tình cái nghĩa chứ không có tới vì cái đồng tiền. Ai mà đã từng thỉnh chư tăng đến nhà mà tăng gia thì quý vị sẽ cảm nhận được cái chuyện này đó. Thì có những việc như là thứ nhất ấy, là cái chuyện cái hòm ấy. Nhiều người nói là cái hòm nó quan trọng hay không, thì sư dự nhiều đám tang rồi, sư thấy nhiều cái hòm nó đẹp lắm thưa quý vị, nó đẹp mà mình mê luôn á. Nhưng mà đẹp gì thì đẹp, lúc mình chết rồi đâu có ý nghĩa gì đâu, xài đâu có được. Người ta ngắm thì người ta cho vui mắt vậy thôi, chứ thực sự mấy người mà ngắm đâu có ai muốn vô chỗng nằm, không ai muốn hết. Thành ra đó mình không cần một cái hòm đắt tiền làm gì hết. Thật sự quý vị chết rồi nó giống trong kinh mô tả giống như một cái khúc gỗ mục thôi, mình không cần một cái hòm cho nó đắt tiền đâu, tại vì lúc đó nó không có lợi ích. Và bây giờ thì chủ trương là đi thiêu, cho nên cái hòm nó đẹp cỡ nào nữa nó cũng thiêu hết trơn rồi, mà đi vô chổng rồi nó cũng ra thành tro thành bụi. Thành ra cái việc mà hòm mình không cần một cái hòm tốt làm gì hết, không cần thiết, cái đó là một cái tốn kém không cần thiết. Cái thứ hai á, là cái chuyện mà thổi kèn trống, thì sư nói vậy mất công rồi mấy ông bên làm lễ tang mấy ông vô chùa mấy ông nói ông sư nói sao mà giờ tôi không có làm ăn được. Thì sư thương vậy nè, sở dĩ mà có cái chuyện kèn trống là hồi xưa mỗi một nhà nó cách nhau rất là xa, cái kiểu mà nhà hồi xưa mà, thì cái kèn trống nó có một cái tác dụng là để cho người ta biết là cái gia đình này đang có vấn đề, ví dụ họ đang có tang để người ta tới người ta chia buồn. Có một cái tác dụng là nó dẫn đường, nó hướng dẫn người ta tới. Thành ra nó đẻ ra một
cái niềm tin là người ta nghĩ là cái người thân ấy họ nhờ cái kèn trống đó họ cũng khuây khỏa, rồi cái người mất cái linh hồn đó nghe đờn kèn họ cũng khuây khỏa, nhưng thực tế theo thần chánh pháp nó không có giá trị. Thậm chí nhiều vị nói đó, đờn kèn trống nó là cho người sống nghe chứ người chết chả cần nghe. Mà quý vị nghĩ coi, nhiều lúc mình người thân mình chết đang làm cái đám tang rầu cúi ruột luôn, ai rảnh đâu mà ngồi mình nghe. Rồi nhiều lúc mà mình mời mấy cái tay mà xiết tốn cũng nhiều tiền lắm chứ không phải ít đâu. Thì sư thưa là nếu mà nói có ích lợi gì cho cái người thân quý vị hay không thì nó thiệt là không ích lợi, không ích lợi. Chẳng qua là quý vị muốn cái không khí mà nó vui. Mà hình như ông Vũ Trọng Phụng ông có một cái tác phẩm gọi là Hạnh Phúc Của Một Tang Gia đó. Thì sư không biết để cái đó mà để vô cái trường hợp đó thì nó có ác quá không, chứ còn sư thấy hình như nó không đáng, không nên. Trường hợp mình đâu có đáng mình mua vui đâu, có cái gì gọi là hạnh phúc ở trong đó để mà mình kêu gọi. Tuy nhiên thôi thì cuộc sống mỗi người nó đều có cái khó khăn, ngay cả cái ban nhạc lễ thì họ cũng có cái nhu cầu kiếm sống của họ. Sư nói quá thì họ làm ăn không được tội nghiệp ta đó, thì đó tùy theo nhu cầu của vậy. Mà sư nói thiệt là cái đó cũng không cần thiết đâu. Rồi một cái nữa là cái chuyện mà sự có mặt của chư tăng ấy, thì sư xin thưa là theo tinh thần Phật pháp, người thân của vị vừa mới qua đời vừa mới mất tái sanh ngay lập tức, không có cái chuyện mà linh hồn mà nó lẩn quẩn ở trong nhà, không có, tái sanh ngay lập tức. Tuy nhiên có những trường hợp như vậy nè, giả sử như mà người thân của vị mà tái sanh về cái cõi trời đó, ở chảnh sung sướng lắm, vị yên tâm sướng hơn mình nhiều. Thành ra đó lên chảnh rồi có khi mà họ hưởng cho nó đã, họ nhớ lại người thân của mình, người thân chết hết. Vì biết là cái cõi mà Tứ Thiên Vương ấy, một ngày một đêm ở đó đã bằng 50 năm của mình, còn cái cõi mà Đao Lợi một ngày một đêm đó bằng 100 năm của mình. Mà quý vị thử nghĩ coi, họ mở mắt ra họ thấy xung quanh nó sướng quá trời sướng, nó mát lạnh rồi có tiên nam tiên nữ rồi có lâu đài. Quý vị thử nghĩ mình ở trong trường hợp đó, mình hưởng một ngày hai ngày đâu có cái gì gọi là sai trái đúng không? Nhưng mà họ hưởng một ngày hai ngày chẳng tới hồi họ nhớ tới người thân á, người thân mình chết chưa, ở dưới đây họ nghĩ là nó trôi qua khi là 100 năm 200 năm lúc đó chết hết rồi. Thành ra người thân mình mà sanh về cõi trời đó, không cần phải lo cho họ, tại vì lúc họ không có nhớ tới mình đâu. Tới lúc họ nhớ tới mình là mình chết dần, yên tâm. Còn nếu như mà người thân quý vị mà sanh về cái cõi địa ngục ấy, thì mình cũng không có cách nào để mình cứu hết, tại vì ở dưới cái cõi địa ngục ấy, họ chịu khổ và xuống dưới đó rồi đó họ mang một cái hình tướng khác, họ sống trong một hoàn cảnh khác, họ chỉ có thể chờ cho nó hết cái tuổi thọ địa ngục để họ đi lên, không một ai có thể giúp được, ngay cả Đức Phật cũng không giúp được một chúng sanh ở địa ngục. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như có những cái địa ngục mà do tà kiến ấy, nó mà chúng sanh nó sanh vào, ví dụ như địa ngục không gian. Sư nói nó hơi lạc đề tí nhưng mà lỡ nói thì phải nói luôn. Họ sanh vào cái địa ngục không gian tại vì họ có cái tà kiến là không có gì hết, cái gì cũng không hết. Có nghĩa là nhân không mà quả không, không không có chúng sanh, không này không kia, nói chung là họ quan niệm họ toàn bộ cái gì cũng không hết. Cho nên họ sanh vào cái địa ngục đó. Và khi Đức Phật thành đạo, hoặc là khi Đức Phật chuyển pháp luân, hoặc khi Đức Phật niết bàn thì có cái hào quang nó phát ra đó, thì nó rọi vào những cái cảnh giới như vậy đó. Nếu như có chúng sanh nào mà họ nhờ cái ánh sáng đó mà họ thoát khỏi cái tà kiến đó, họ nói là à thì ra cũng có chúng sanh khác, thì nhờ vậy họ thoát khỏi cõi địa ngục. Nhưng mà thôi bây giờ nói cái chuyện đó nó hơi sớm, vì nghe cũng không hiểu gì đâu, thì thôi bỏ đi. Tóm lại là nếu người thân mình ở dưới địa ngục mình không giúp gì được, không giúp gì được hết. Nếu như người thân mình mà đọa làm cái loài súc sanh ấy thì trường hợp nó hơi nhiều nha. Như có nhiều trường hợp trong kinh mô tả đó, vì luyến tiếc người thân hoặc luyến tiếc tài sản đó, mà người chết tái sanh vào làm cái loài súc sanh mà sống ngay trong nhà của vị,
nó có rất nhiều. Cho nên thường thì sư có gợi ý đến cho những nhà mà mới mất, có người thân mới mất, trong nhà đừng giết con nào chứ. Tại vì lỡ người thân mình á, tái sanh vào cái loại đó mà mình giết thì nó mang tội. Mà thậm chí không phải mình cũng không nên giết. Tránh cái trường hợp đó. Rồi, nhưng mà trong cái trường hợp mà tái sanh lẫn với là súc sanh ấy, mình không giúp gì được hết, thật sự mình không giúp gì được hết. Sư ví dụ đi, ví dụ như mà có một cái con kiến ở trên tay của sư đi, sư giả sử mình biết nó là cha là mẹ của mình, giả sử mình biết, giúp cái gì được bây giờ, không giúp gì được hết. Thành ra vô cái là súc sanh là thua, cùng lắm là mình cho nó ăn rồi tới đó là hết, mình không giúp gì được, vô là súc sanh là chịu chết thôi. Rồi trong trường hợp tái sanh làm loài người đó thì họ cũng không có hưởng được phước, tại vì họ đâu có biết đâu họ hưởng. Sư ví dụ như vậy, thí dụ như quý vị có một anh hàng xóm mà ảnh hay giúp đỡ quý vị, ví dụ như làm ống nước rồi sửa nhà cửa, lập tôn lập mái này nọ, quý vị thương ảnh mà quý vị có ý định quý vị ra chợ mua làm một cái dĩa đồ ăn để mà đãi ảnh, quý vị để đó, quý vị kêu ảnh mời ảnh tới nhưng mà ảnh không có nghe, ảnh không biết thì ảnh có ăn được không? Ăn không được. Cũng như vậy đó, nếu người thân mình tái sanh vào làm cái loài người đó, thì mình có hồi hướng phước, mình có làm cái gì cũng như họ đi chăng nữa, họ không biết, họ cũng không hưởng được. Rồi trong cái trường hợp cuối cùng người thân mình tái sanh làm cái loài ngạ quỷ đó, mà mình hay gọi là cái loài mà khuất mài khuất mặt ấy, thì trong trường hợp đó thì họ có thể hưởng được cái phước thì cái này sư nói thì có thể nhiều người bị sốc, nói không lẽ giờ người thân của tôi chết rồi làm cái loài ngạ quỷ thì nó kẹt quá, nhiều người họ đau lòng. Nhưng thật sự mà nói thì chỉ khi nào người thân của mình ấy mà nó tái sanh vô cái loài ngạ quỷ đó, thì mới có cơ hội hưởng được cái phước hồi hướng thôi. Và nhớ như vậy, người thân của mình ấy, mình có cúng dường cho họ một cái dĩa đồ ăn cho nó thịnh soạn như thế nào đi nữa, mà mình có quan niệm là sống sao chết vậy đó. Có khi là thí dụ như hồi trước mà ba má mình thích canh chua chẳng hạn, thì bây giờ mình cũng làm dĩa canh chua. Hoặc là ba má hồi xưa thì thích ăn chay, thì mình làm một cái dĩa thức ăn chay. Thực tế mà nói thì họ không hưởng được, tại vì họ mang một cái hình tướng khác rồi. Cái thực phẩm mà họ dùng ấy là một cái thực phẩm khác. Quý vị nghĩ một cái chuyện đơn giản, nếu như mà cha mẹ mình ấy, người thân của mình mà hưởng được ấy, mình cúng như vậy thì đồ ăn nó phải mất chứ, đúng không? Đồ ăn nó không mất, cúng sao nó còn yên nguyên vậy? Có nghĩa là người thân của mình không có hưởng được. Thì nó uổng, nó cũng vậy hả? Nói như vậy thì người thân quý vị hưởng được cái gì? Người thân quý vị chỉ có thể hưởng được cái phước hồi hướng thôi. Có nghĩa là đó, khi mà người thân mà mình qua đời rồi đó, mình chỉ có thể làm được một việc, đó là tạo phước và hồi hướng phước. Ví dụ như quý vị cúng dường chư tăng, hoặc là quý vị đặt cái anh ăn xin, anh ăn mài đó, mình cho 5 đồng, 10 đồng, rồi mình hồi hướng phước cho cha cho mẹ mình hồi hướng phước cho người thân mình, thì cái trường hợp đó đó người thân mình mới nhận được cái phước hồi hướng, và nhờ như vậy người thân mình mới thoát khỏi một cái hoàn cảnh đau khổ. Nhớ. Và có nhiều người họ hỏi đó, rồi có cần phải cúng thất hay không, thì sư xin thưa là cái việc cúng thất là cái quan niệm dân gian thôi, chứ còn người thân của mình được mô tả là nếu như mà sanh vào những cái hoàn cảnh khốn khổ, được ví như là một người đang bị tù, thì lúc nào cũng cần mình làm phước hồi hướng phước hết. Không có cái lý do gì mà giả sử ba mẹ mình còn sống đi, nói mình là ba bị đói hoặc là má bị đói, mà mình nói là ba má chờ nha, tới đủ một tuần con mới cho ba má ăn lần, mà nhớ nha, thì con chỉ cho ba má ăn 7 thất thôi, rồi sau đó 1 năm con mới cho ba má ăn lần, thì thử nghĩ nếu ba má quý vị còn sống chịu nổi
Giả sử người thân của mình không chịu. Thành ra đấy, tốt nhất là quý vị làm phước mỗi ngày, hồi hướng phước cho người thân của mình. Nó có hai lý do. Thứ nhất, cái người quá vãng, cái người thân quý vị cũng như mình cũng sống, mà sống là cần có phước, cần có thức ăn. Thức ăn đó là phước, thành ra mình phải làm phước mỗi ngày, mình hồi hướng phước. Cũng như mỗi ngày mình cần phải ăn uống cũng vậy thôi. Không có lý do gì mà mình chờ đúng 7 ngày mình mới cho ăn lần, rồi sau này tới mỗi năm mình mới cho ăn lần thì nó kẹt lắm thưa quý vị. Tội nghiệp người thân, tội nghiệp người thân của quý vị. Cái thứ hai nữa, sư lặp đi lặp lại, chỉ khi nào người thân quý vị biết là quý vị làm phước hồi hướng cho họ, họ mới nhận được thôi. Còn thí dụ mình làm phước, mình hồi hướng cho họ, họ không có mặt ở đó, họ không nghe được, họ không biết được, họ cũng không hưởng được, thì thành ra bữa hôm đó coi như họ nhịn đói. Mà cái nguyên nhân họ không có mặt ở đó thì có rất là nhiều. Thành ra đó, tốt nhất mình làm mỗi ngày. Như là có một lần, như hôm bữa trước sư có đưa ra ví dụ đó. Trong sư có lần sư đi đám tang của một gia đình mà họ mua bán thức ăn sáng ấy, thì sư có nói là trong 49 ngày đó thì tranh thủ mỗi buổi sáng ba vị khách đầu tiên cứ bán bình thường, cứ bán bình thường, không có nói năng gì hết, nhưng mà khi tính tiền cho họ miễn phí, không lấy tiền. Đi vô trong nhà thắp nhang, nói là thưa má, cái phước này con hồi hướng cho má. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu như mà ba má gì, nếu như người thân của mình có mặt ở đó, họ sẽ hưởng được cái phước. Mà nói, sư nói ở đây 49 ngày đó là đưa ra một cái con số cụ thể thôi. Chứ thực tế mà nói, nếu như quý vị có thể làm được cái chuyện đó, làm suốt đời luôn ấy, nó là chuyện tốt. Thực sự nó là chuyện tốt. Mà thậm chí nếu như mà người ta biết được cái mình làm cái chuyện đó thì mình hồi hướng phước cho ba má mình ấy, thì họ cũng hoan hỷ. Mà thậm chí có khi là cái việc mua bán của mình ấy, nó thuận lợi hơn là người khác. Thì không có lý do gì sư nói là mình phải chờ đúng dịp, đúng ngày, đúng giờ mình mới làm phước cho gia đình. Không nên. Làm mỗi ngày, làm xong vô trong thắp nhang. Nếu như đó không phải là ba má mình có thể thắp nhang ở cái bàn thờ gì tổ tiên ấy, mình nói là hôm nay con làm phước vậy đó, con hồi hướng phước cho gia đình, như vậy cũng được. Nhớ chuyện này rất là quan trọng. Thành ra nên tập cho quý vị một cái thói quen, ngày nào cũng vậy, kiếm một cái việc tốt để làm. Ví dụ như tranh thủ giằng túi 5 đồng 10 đồng gì đó, đi ra ngoài đường hoặc đi chợ hoặc đi làm gì đó, gặp ai đó khổ, ví dụ ăn xin ăn mài, cho họ, rồi về thắp nhang báo là cái phước này xin chia phước đến cho ông, cho bà, cho con hoặc cho ba, cho má cũng được, tùy điều kiện của mỗi người. Nhưng mà tốt nhất là nên làm, và làm mỗi ngày, chứ đừng có chờ. Xin nói thiệt, đừng có chờ ha, nó quan trọng lắm nha. Rồi đó là nói về cái vấn đề cầu siêu. Thành ra đấy, khi mà quý vị hiểu được cầu an như thế nào là đúng, cầu siêu như thế nào là đúng, thì quý vị mới có khả năng giúp đỡ được cho chính mình, cho gia đình mình và cho cả những người thân của mình đã quá vãng. Chứ còn mà sư kỹ nhất cái chuyện mà mình bày vẽ, mà nhiều vị họ không biết cái gì hết, họ tha hồ họ vẽ thôi. Họ vẽ như vậy đó, thứ nhất là mình tốn kém, thứ hai là không có lợi ích, nó uổng. Thì sư tới đây là coi như là xong cái phần cầu an cầu siêu. Và bây giờ thì hết giờ rồi. Có một việc này thì sư nói quý vị hoan hỷ. Là hồi nãy cái lúc mà chuẩn bị hành thiền ấy, lúc cả 3 giờ sư thấy trời nó chuyển thì sư cũng rung. Và sư cũng nói là do năng lực hôm nay vì cái tấm lòng bị chánh pháp, thì sư mong là trời khoan hay mưa, chờ tới lúc mà mọi người hành thiền xong rồi thuyết pháp xong rồi mưa thì nó dễ hơn. Thì bây giờ thì nó cũng coi như là cũng vừa kịp. Thì xem như có phải hay không thì mình không biết, nhưng mà chúng ta cứ hoan hỷ và chia đều cái phần phước này đến cho tất cả mọi người xung quanh ở đây và cho cả những chư thiên người ở xung quanh ngôi chùa này, để cho mọi người hoan hỷ. Quý vị hoan hỷ. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây,
xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi la. A ca sát tha cha bhum ma tha di va na ga ma hi ti ca puññan tang anumoditvā chiraṁ rakkhantu sāsanaṁ. Ākasatthā ca bhummatthā devānagā mahītikā puññan tang anumoditvā chiraṁ rakkhantu desanaṁ. Ākasatthā ca bhummatthā devānagā mahītikā puññan tang anumoditvā chiraṁ rakkhantu mam param. Etavatta ca ammehi sambhatam puñña sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavatta ca ammehi sambhatam puñña sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavatta ca ammehi sambhatam puñña sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñattayo. Idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñattayo. Idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñattayo. Idam me puññam asavakkhaya vaham hotu. Idam me puññam nibbānassa paccayo hotu. Mammam puññam pagam sabba sattanam dhimma. Sādhu, sādhu, sādhu.